Cái chỗ kia lại chỗ kia ngồi có phải sướng không? Không, bây giờ đi vào đây ấy. Đi vào đây nhưng mà rải bạt rồi ăn vô đó đi rồi đó vác nặng. Vác nặng nhưng mà đến đây nè, đến đây ngay là cái địa điểm mình cần này. Địa điểm nhưng mà không có chỗ trải. Ai cho trải đây? Mấy cái đằng sau mấy cái thông kìa. Yên tâm đi, thổ địa đây người ta biết ở đây. Cứ lo. Thung lũng tình yêu Đà Lạt. Thung lũng tình yêu Đà Lạt đây. Hoa ơi, có chụp hình ở đường không? Đi lại em đi, đi lại cho chụp. Xoay qua đây đi. Đúng rồi, xoay qua đây này chút xíu nữa. Đúng rồi. Ok. Rồi,
phía dưới. Đấy, không được cũng tình yêu Đà Lạt.